Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một video của Lý Á Bằng và con gái Lý Yên. Đáng chú ý trong video, Lý Á Bằng xuất hiện với bộ diện trang phục xòe xòa, cho thấy dáng vẻ già hơn tuổi không còn được phong độ như trước kia. Thân hình phát tướng, mặt nhiều nếp nhăn, đầu hói và khắc khổ. Nam diễn viên có mặt bên cạnh con gái Lý Yên, cô bé đang bận đọc sách, có vẻ như không muốn trò chuyện với bố rồi lấy tay che mặt. Nhưng sau đó, Lý Á Bằng lau nhẹ chân con gái, hôn vào đùi con để thể hiện tình cảm. Ngay lập tức, khoảnh khắc này gây tranh cãi với công chúng. Không ít người chỉ trích Lý Á Bằng, phản đối cho rằng con gái anh đã trưởng thành, bước vào tuổi thiếu nữ, nên làm như vậy là không phù hợp. Được biết, kể từ sau khi ly hôn Vương Phi, Lý Á Bằng là người một mình chăm sóc con gái từng ly từng tí. Anh cũng nổi tiếng là chiều chuộng con, mệnh danh ông bố quốc dân. Tương tự với Lý Á Bằng, trước đây Lý Gia Hân, cựu Hoa hậu Hồng Kông và Hoa hậu quốc tế người Hoa cũng bị chỉ trích vì loạt hành động nhạy cảm với con trai. Hầu hết ai cũng biết, Lý Gia Hân được mệnh danh là Hoa hậu Hồng Kông đẹp nhất và là nữ thần của trong lòng nhiều thế hệ. Ngay cả khi Lý Gia Hân đã rời xa làng giải trí, lui về ở ẩn nhiều năm, không còn ồn ào như trước đây, nhưng cuộc sống của cô, chồng và con trai vẫn là tâm điểm chú ý của mọi người. Hoa hậu và chồng Hứa Tấn Khanh, đại gia khét tiếng xứ Cảng Thơm, công khai tình cảm, sau đó kết hôn vào năm 2011. Vợ chồng Lý Gia Hân hiện có một cậu con trai tên Zayden Mát Huy. Năm nay gần 10 tuổi, cựu Hoa hậu trở thành bà mẹ cuồng con, thường xuyên đăng tải các bức ảnh cùng con trai đầy tình tứ. Tuy nhiên, ai cũng thấy rằng Lý Gia Hân và con trai dường như quá mức thân thiết. Trước đó, Lý Gia Hân bị nhiều người chỉ trích vì bức ảnh mặc bikini, tắm cùng và hôn lên miệng con trai. Cư dân mạng cho rằng đứa trẻ không còn nhỏ nữa nên hành vi như vậy là không phù hợp, có thể khiến cậu bé thiếu nhận thức cần thiết về giới tính. Bên cạnh đó, Lý Gia Hân đã đăng tải bức ảnh gia đình lên mạng xã hội. Cô mặc áo tắm và cậu con trai 9 tuổi đặt tay lên ngực mẹ mà không ngại ngùng. Mới đây, một số phương tiện truyền thông cũng chụp được ảnh gia đình 3 người đi siêu thị. Dân mạng tinh mắt phát hiện ra rằng chiếc quần trắng mà Lý Gia Hân mặc thực sự là xuyên thấu, với đường ren dọc hai bên, có thể nhìn thấy đồ lót bên trong. Bức ảnh nhanh chóng hứng phải luồng chỉ trích nặng nề từ mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc mặc đồ xuyên thấu khi đi cùng con trai là hành động phản cảm. Dù sao, con trai cũng đã lớn, chiều chuộng đối xử như trẻ nhỏ thì sẽ truyền quan niệm sai lệch về giới tính cho con. Không chỉ có sao châu Á mà trước đây, ngôi sao Hollywood David Beckham cũng từng hứng chịu chỉ trích từ cư dân mạng khi có những hành động không phù hợp với con gái. Cụ thể, Victoria Beckham đã vô tình gây tranh cãi không đáng có cho chồng và con gái khi đăng tải bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào giữa David Beckham và Harper lên tài khoản Instagram cá nhân. Trong đó, cựu danh thủ ôm Harper trong vòng tay, cả hai ngồi giữa rất nhiều hoa lá dùng để trang trí cho căn nhà. Sau đó, David Beckham đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi người con út của mình. Những hình ảnh kể trên đã khiến Beckham bị công chúng chỉ trích thậm tệ, đồng thời nhận xét rằng hành động của anh đã đi quá giới hạn cho phép đối với tình cha con. Bài viết của nhà thiết kế 46 tuổi nhận được hơn 340.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận chỉ trong thời gian ngắn. Ông bố tuyệt vời nhất, Victoria Beckham viết. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên David Beckham bị chỉ trích vì hành động này. Anh từng hôn môi Harper khi cả hai cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ England Lioness trong trận đấu với đội của Na Uy ở thành phố Le Havre, Pháp trước mặt nhiều người. Khi cả gia đình Beckham đi nghỉ dưỡng tại Miami, Florida, Mỹ, ông bố nổi tiếng này tiếp tục có hành động tương tự với con gái út. Bản thân ngôi sao 45 tuổi cũng tự tay đăng tải hình ảnh chạm môi con gái trên sân trượt băng ở London, Anh với chú thích: Giáng sinh đang đến gần, hãy đi trượt tuyết nào.